Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Hương Cù Lao nha. Chào hiện tại thì gia đình Hương Cù Lao mình có mặt tại xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Thì ngày hôm qua thì gia đình Hương Cù Lao mình vừa nhận được một cái tin vui rất là to lớn luôn. Thì tin vui gì cô Hương có thể bật mí cho cô chú anh chị nghe được không? Cả nhà ơi, thì hôm qua nhóm Hương Cù Lao của mình cũng nhận được một tin vui, vui lớn nhất là trong cả nhóm luôn, là được lãnh lương của YouTube cả nhà. Là trong suốt nỗ lực gần một năm qua, cho đến hôm nay là mấy anh em mới nhận được cái đồng tiền lương mà mấy anh em đã phấn đấu vừa qua đó, rất là vất vả. Nhưng mà cũng chưa biết là được bao nhiêu nữa. Thì bây giờ mình mời cả nhà theo dõi mấy chị em để đến cuối clip để mấy chị em để công bố lên cái số tiền vừa qua ha. Thì bây giờ Hương sẽ rút niềm vui nhân đôi. Niềm vui nhân đôi thì trong cái ngày này Hương lúc được nhiều do gia đình Hương Cù Lao mình thì ai cũng vui hết, nên là cũng muốn chia sẻ với cô chú anh chị. Thì bây giờ cô Hương mình tiến hành rút đi ha. Bây giờ anh Mập có sau khi mà rút, anh Mập có muốn cô Hương sắm sửa cho gì không, nói luôn đi. Chắc mua đồ dép quá là gắt hết trơn lào ghét rồi, giờ ra ruộng rồi vô út sắm dài cái áo để dành đi đi quắt săn quắt quắt ha, áo gắt hết trơn rồi út lẻo nè. Dám cái út lẻo thì muốn hôm nay sẵn dịp cả nhóm đi chợ, út lẻo với cô Hương sẽ mua một món gì đó để về bồi bổ cho mấy anh em, cả nhóm luôn, cho luôn quay phim cho gia đình ha, cho gia đình. Tiềm quá. Thì bây giờ cũng 10 tháng ta. Quá không? 10 tháng. Có 10 tháng. Chờ đợi. Chờ đợi ngã giấy sáng đông quá trời ha. Ở đây hết giờ là đó, giờ là lúc là năm nay là 39 tuổi. Mới đi rút tiền là lần này là đầu tiên luôn. Cũng không biết là cách làm sao mà để rút. Thôi thì sao để cô Hương lo đi. Nghe nói là tiền dữ lắm. Quên. Để áo. Em không biết nó được nhiêu nữa, nãy nó hồi hộp rồi. Nãy có lấy cái gì theo đựng không? À. Thì nghe nói là tiền dữ lắm. Cũng khủng. Nghe nói là làm này là cả năm là tiện lắm, kèo ấy nó kiếm cái gì cũng đựng nha. Nghe sao hồi hộp mà sao trái tim cứ đợt đó rồi. Vui đó không? Bữa nay vui ha. Dạ, vui nhân đôi, nhà xong nè, nhà mình xây xong nè. Đó rồi mình vừa xây xong mình nhận tiền được tiền YouTube luôn. YouTube đi. Năm nay là kênh mình đó. Lên luôn ha. Lên luôn á. Thật luôn rồi đó đúng rồi. Kiếm gì mình đựng cái vỏ bự bự. Nghe nói là hồi nào giờ anh không có nghe từng nghe anh làm cái này mà nghe ta nói tiền nhiều nợ chắc là tôi xỉu. Trời cô Hương bao nhiều lắm gì cô Hương lâu cô Hương chắc nè. Ai lấy cái vỏ cho em. Nhỏ 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 nó nhỏ nhỏ ta nghe. Cái vỏ của cá lớn mà nửa vỏ rút chừng nửa vỏ vậy. Trời bỏ nhiều lắm sao mà đi cứ lấy cái vỏ là chắc đúng á. Dữ không? Rút ra cũng dữ lắm mà mới được nhiều á. Tôi thấy vỏ phì phì kìa. Rất nhiều. Nồi một hồi xin lỗi 10.000 hai lần dạng uống ngọt hơn 10.000 em uống đổ nó đủ 2 ly 16.000 ở bây giờ ở dưới đây bán lên, lên rồi dây, ngay chân chợ lên đi lên lên rồi xin mấy bả 20 ơi chồng ơi chồng là lành đã lắm kìa. Hồi đó giờ Út còn mới vô không biết nữa. 30 mấy năm trong đời không biết ba mấy mùa bánh trưng rồi mà chưa biết ha. Thôi để đi lần này cho cô Hương rút đi, lần sau cho Út rút. Để mình rút gì chừng nào mình mới rút được nữa ta. Mình làm thì năm sau năm mới rút được lần hả? Năm sau rút được nữa. Vậy là năm sau tháng này mới xuống rút nữa. Vậy là làm YouTube cũng cực khổ quá cả nhà ơi. Cả năm mới xuống rút lần. Thì giúp thấy rồi giúp bây giờ. Lỗi mà tôi giúp cái
Xe ở dưới ốc này mà chả tỏ mà giết nè. Mập à, một ngày là giữa ốc chảo khoảng có 300 kg. Cái này là đi mua áo là đúng không? Rồi kinh phí nè. Là gầm một tháng nó ra 9 tấn. Cái vỏ quá rồi, cái vỏ rồi. Mình lấy cái gì? Cái này kêu bằng cái gì? Cái miêu. Về đặng mình tính. Không, thấy mấy này thôi, không quan trọng. Thôi đi. Nửa vỏ luôn. Quá chưa? Rồi thì bây giờ cô Hương với Út Liễu đi vô chợ mình mua một miếng gì đi. Một miếng gì đi để tí xíu bữa nay mình cũng làm một cái bữa tiệc nhỏ để đãi cho cậu Tư, cậu Hai rồi cũng cả gia đình luôn. Cô Hương có mua cái gì cho cậu Hai, cậu Tư đó mua luôn đi ha. Không gài mấy cậu cháu cũng tiếp làm trời á. Mấy anh em cũng tiếp làm trời á cho nên bữa nay Hương đi lãnh được số tiền này, Hương sẽ mua món gì ăn đó để mình đãi mấy anh em ăn chung luôn cho vui. Với mình cũng mua ít quà để biếu cho hai cậu đó cũng cực khổ. Em mua đồ ăn về kia rủ hai chồng anh Hai, hai chồng đi tèo ra nữa. Rồi mày giờ mình ngồi một hầm về nhà hả, là nói số tiền nha. Nói số tiền đây là tại vì chợ rồi cô cho anh Mập với Út nghe 20.000 cũng về rồi, nãy giờ bàn rồi. Rồi khi mà đi chợ về xong rồi cả gia đình mình có ghé ăn đây nè cô chú anh chị. Ở đây là nhà của bà cô Sáu nha. Nhà bà cô Sáu thì có bán cây kiển á, nên là cả nhóm mình quyết định là ghé lại đây mua vài cây để về mình trưng nhà mới nha. Ở nhà coi cây ớt gì nè. Ớt này ớt gì, ớt lạ ha. Ớt kiển. Ủa vậy hả, vậy rồi nó sống nó màu gì? Nè nó chín màu gì nè. Nó sống nó màu tím gì nè. Ờ vậy hả, kìa. Đâu mình thỉnh sáng nghe nó khai. Rồi. Gì, làm luôn hả? Làm luôn thỉnh sáng. Kìa. Nó xé cái miệng luôn á. Cái hả? Ừ. Gì vậy? Vô lúc xé còn hết cả nhà. Nó cà dữ vậy cả nhà ơi. Đi vô đây bây giờ, vô đây mình quay lại nha cô chú anh chị cho em nha. Mình tính mua mấy cái lan này nè cô chú anh chị, mình trưng cho nó đẹp. Ở chị ơi. Cái cây ớt gì đó, nó cây như vậy. Ớt nó phải cây thì sao? Cái cây nó cũng đúng. Cái cây nó tiếng nghiệm mà. Ít kiển. Cái này phân cái gì? Có đâu là bỏ hộp gì vô đó chịu ơi. Cái hộp gì á, chứ không phải phân luôn. Tưởng cái cây nó đẻ ra trứng chứ. Trứng ốc cái gì? Bên đây mình cũng có số. Cái này là cái gì Út? Con chắc con không biết cái này à. Không biết này đâu. Đẹp quá cô chú. Bông gì vậy? Cái này cái dây gì á. Ờ, cái này mấy này mình mua về mình treo cũng đẹp ha. Cái này nó cao lên nữa nó bò ra gì nè, nó mới đẹp ha. Nó thúa kìa. Ờ, quá đẹp luôn. Đẹp quá đẹp luôn. Mấy cái này mình giờ mình treo đẹp ha. Cái này treo đẹp lắm. Mình thấy thích quá. Chậu này cũng đẹp đẹp ha. Ở đây nó cũng có mấy cái cây cao cao nè cô chú anh chị, mình không gành về mấy cái này luôn nên mình không dám nói nè. Không gành thiệt nhiều quá. Ờ, cái này cái sung nè Út. À sung nè. Sung ha. Cái này để Tết mua đây. Tết mua chân cho nó sung. Cho nó sung lên ha. Rồi này là bông trang kiển. Cái súng này càng cái dáng đẹp hơn. Ồ, dáng đẹp, dáng này dáng uống rồi quá. Dáng uống. Mình lớn rồi có trái rồi, có chú anh chị. Cái men thấy bèm gồng nó trong cái chậu chưa? Đâu? Đây, lại đây. Bèm gồng á. Bèm lồng gồng trong cái chậu hả? Trong chậu luôn. Bèm gồng, bèm gồng thì nó đủ màu chứ cả nhà. Này, cái màu hả? Cái màu. Biết tao mập đó, cái bèm gồng kia. Mình dòm nó nghịch mấy con cá lia thì hồi đó nha, đẹp ha. Ờ cái chậu này nuôi bánh ta nhiều á. Cái gì bữa là làm chậu á. Không biết cửa Hương với Út Liễu mua được gì chưa. Mua được gì chơi cô Hương? Em lựa con Hương mua cặp cao để cho nó cao sang. Út Liễu lựa được chậu bông đó kìa. Để lựa thêm lan nữa. À, lan con thấy mấy cây ngoài kia nó nở đẹp kìa. Vậy hả? Đâu ở chỗ nào đó? Ngoài đó đó. Bữa nay mình có doanh thu và có thu nhập về cô chú anh chị nên là mình cũng sẵn tiện mình mua một ít cây và mình trưng trang trí cho cái nhà mới mình cho nó đẹp luôn để chuẩn bị làm một cái tiệc để ăn mừng. Lan này bông tím đẹp quá nha.
cái nào được cô Hương coi. Ông thì thích mua mấy cái chậu mà nó chưa có nở bông hoặc là nó sắp sửa nở đó, tại vì cái này nó sắp tàn rồi. Vậy hả? Cô Hương coi mấy cây bên kia nó sao? Ôi mình mua vừa được rồi, mình mua mấy cái này, con thấy cũng đẹp nè. Mấy cái này. Ừ, con Hương cũng tính mua mấy cái này nè. Cái này đẹp nè. Đây mình treo nó đẹp nha. Ông này là kêu bằng bông gì ta? Rất 10 giờ Đà Lạt quá. 10 giờ Đà Lạt hả? Đây, đây có. Cái này hồi nãy nó có bông không chứ? Chứ không biết nữa. Cái này giống... Cái đẹp quá nè. Giống gì? Xà lách son quá vậy? Xà lách son gì nè, xà lách son của... không phải là lá son mình lá son gì mình gỡ chả mình có chậm đó. Ủa liệu mà mình mua mấy chậu này đi nó đẹp chứ. Keo đẹp á. Mình mua chậu ăn, mình mua chậu hai chậu rồi. Rồi mua được chốt được hai cây cầu rồi cô chính chị. Mình để cho đẹp nhà đẹp cửa nha. Thì bây giờ gia đình mà mình cũng về tới nhà rồi cô chú anh chị, chốt được cặp cao chứ gì nữa cô Hương. Trước mắt thì mình mua cặp cao cho nó cao sang cái thì tính sao á. Bữa nay gia đình mình vui quá trời cô chú anh chị, niềm vui nhân đôi, về thấy cái nhà vui dữ nữa. Mấy chó sáng nó dậm bấy kìa ông ngoại. Chết này đổ nè. Ở ngoài ở đây thì đang ổ xây cái chỗ ngủ cho cô Hương vậy. Xây cái mấy cái chân nặng Hương bắt được nữa, Hương ngủ. Mấy cái chân kia nó một cái chân cao đẹp quá ha. Bây giờ còn đẹp. Hương ít giặt nhỏ xây. Cặp này mua nó xứng với nhau quá chừng luôn ha. Tốt nữa. Chân mà xài cây mà cái tướng anh mập lên sao. Mình mua cao mình chân trong nhà ở cả nhà là nó tượng trưng cho cái cao sang đó. Cao sang. Mình có cái chậu không? Có. Hay mình để cái chậu đấy luôn hả? Có nữa, cô ba mua hai cái chậu khác về thay. Tại vì ở đây ở tiệm thì người ta không có dùng cái chậu đó. Kéo còn thấy ở đây nè. Đẹp ha. Thấy thương quá à. Nhìn thấy là sang sang lên được rồi đó cô chú ơi. Nghe chứ mập chứ. Nhìn cũng hôm nay cũng ra gì lắm mà nghe. Để chắc mấy chậu lan này làm cái cọng dây căng ngang mới móc lên được quá. Con phải mua cái cây á, con mới bắt vô này nè, con treo nó mới chịu nổi. Vậy là đó nha. Mình phải bắt cái cây rồi mình treo lên. Đẹp quá ha. Nào bắt xong đi rồi mua thêm vài chậu nữa. Rồi tương tự thôi, thấy đẹp rồi đó. Để mượn tiên tèo. Không liệu đứng thì cầm treo luôn đi. Cái tay bằng súng mà anh mập thì nó mới chồng này mà giờ nó nở hoài. Nở luôn cô chú anh chị. Sau khi mà mình trang trí bông hoa xong, bây giờ mình tiến hành mình làm cái bữa ăn trưa cô chú anh chị. Hôm nay thì có sự góp mặt của bà ngoại mới ra chơi nè. Mở hai nè. Đó có cô chú anh chị hỏi mở hai đó, bữa nay mở hai xuất hiện nè. Không chứ không phải nghịch đâu nghe. Do là mở hai cũng hay bận công việc ruộng vườn rồi nuôi bò nữa cả nhà, cho nên là hôm nào rảnh thì mở hai mới vô tham gia với nhớ. Cũng có nhiều cô chú hỏi thôi, không thấy mợ hai cũng buồn. Hôm nay mợ hai có tham gia nha. Thì hồi sáng Hương vút đĩa đi chợ nè, mình mua được mớ thịt mỏ heo á, cái này mỏ heo nè, với ít ba gọi. Mình mua này hết trơn cũng gần 3 kg á. Bây giờ mình sẽ ớt để mình muối mình thìa cả nhà. Mình cho miếng bột ngọt vô. Chút. Ơi con gà. Hôm nay mình mà này quay vô mình thấy cái nhà nó cũng đẹp đẹp rồi đó. Đẹp chút xíu rồi đó. Nãy mới mua mấy chậu bông về để đó chứ chưa có định hướng là chỗ nào nữa. Bây giờ mình làm mấy cái này trước đi. Nè, kéo sang đây tí cả nhà. Cô chú anh chị thấy Vũ Út cắt dưa leo ngộ nghỉnh không? Tay trái. Ở sao người ta có cái chén mà mình không vô cầm mà mình cầm nữa. Tại mình tay trái cả nhà. Ngọt ha. Cái này có một miếng dầu hạt điều nè, hồi nãy mợ hai sấy nè, Hương để vô miếng cho nó đẹp nha cả nhà. Với bữa nay là niềm vui của cả nhóm nha. Vui quá. Màu hoàng chút nha. Cậu hai nãy có ra mà cậu hai đi vô rồi. Cả nhóm làm cực khổ cả năm trời ha. Bữa nay mới được thành quả ha. Xin chúc mừng nhóm nha. Cảm ơn mợ hai nha. Hai chào
xong cái Hương cho người 50.000 cái lại mua cho người chèo, hai chèo thằng gói xôi đi cà phê. Nghe nói cảm động quá. Vừa nãy nó mua dép gì chưa mua hả? Chưa nãy lu bu quá à, về còn mua kiển nữa cho nên nó để chiều cô ba giúp liễu rồi đi mua sắm cho thôi. Hai ông mỗi ông hai vài cái chiếc áo rồi về đi ruộng cắt cỏ chứ về để dép tổ ông. Nãy em dừng lại em hỏi anh ơi, anh bán mấy cái quần sọt mà để cho mình đi mặc nữa, mình đi bắt cá đó. Cái em hỏi anh ơi cái nhiêu, ba cái lấy 100 thôi. Mà em họ không có cái nào dưới chị. Cái ống túm nhỏ xíu hả? Đi chừng quá chạy chạy chừng. Quá trời. Trong dài miên man. Sao là gọi đồ khi đa cả nhà, có nghĩa là đồ cũ á, người ta tẩy lại, người ta bán rẻ cho người dân mình mua để đi lao động ngoài đồng ngoài ruộng á. Rồi gọi là đồ sida. Đồ tái sử dụng á. Tái sử dụng, tái chế lại đó. Người ta tẩy lại. Anh nghĩ chèo gì đi, mỗi lần chèo mà đi mua quần thì chèo giống như chiều đặt trước á. Đặt trước á rồi ta làm ta may từng á 10 ngày á chúng mình lấy. Có em cái đó thì nó có đó nhưng mà em sợ nó mắc. Mắc nó mắc kêu. Không mua rẻ mà bền. Mua đồ mà tái chế lại đó ha. Đặt là khi nào mà đặt là ta phải mai cái đằng chỉ nó chắc lượng hơn. Con coi cái lưng á. Còn dạ. Dày á là nó mới chắc nha. Có khi cũng mua nó mỏng mà. Có khi cũng mua được đồ mới lắm mẹ ơi, có khi cũng mua được đồ mới. Hên xui, hên xui. Nó quá rồi gì bạn không được bao lâu đâu. Nó mục hay ngoài? Nó mục hết trơn à. Tẩy. Nó ngoài tẩy á, tẩy cho nó trắng nó ngoài chỉ đó là mình có kinh nghiệm là mình mua là không làm nên. Mua là mình coi cái lưng nó dải nó còn dày á. Bữa nay mình làm cái món này mình ăn với gì cô Hương? Gói rau với bún á con, rồi chà mình chấm nước mắm chua ngọt ăn à. Kèm theo khóm nha cả nhà. Bữa nay mình ăn nó đầy đủ hơn thực kỳ của chú anh chị. Khóm rồi cà chua không có lương, cà chua dưa leo. Cái này mình ốp mình để đây có khoảng 20 phút mình bánh kìa nha cả nhà cho nó thấm. Có lương thứ hai nữa là mấy anh em á là cũng là khổ cũng gần có cả năm ha. Bữa nay được bồi dưỡng. Nên được bồi dưỡng. Nặng mai mốt là hai con chèo mình lẩu cho dưỡng. Nó cho ăn rồi đó, nó bắt rồi, nó bắt đuổi rồi. Đội xuống mương rồi ha, tát, xúc tát rồi mới được. Đúng mẹ, ở quầy nào ngay vậy, con kia ở bên đây. Chứ ai buồn đó. Đây. Đúng rồi, buồn dữ vậy. Bữa nay mình tiến hành tiếp tục mình đạo tặc cái quần vừa cậu hai của chú anh chị. Bữa nào có vài giờ là bữa đó vừa của cậu hai lại tiếp tục nó giảm cái số lượng này. Giờ thì vừa hút tiến hành mình leo lên, mình cắt cái quần vừa xuống để mình khi thịt nghe của chú anh chị. Ngay chân uống nước luôn. Ăn quần vừa có nhiêu mà thường uống nước cho cậu hai ạ. Cái vừa nó rụng cũng bể nữa. Nó rụng chứ vừa khô cậu hai. Ngay xuống bể banh uống nước. Xui ha. Nhà hay sớm đỡ mà không hay rồi. Không hay dân tháng mới trả tiền nước khùng. Ở đây nhà cậu hai với nhà ngoại xài nước khối cô chú anh chị, không có xài mua tưa. Bùn này to hơn bùn nãy nè. Bùn này chắc cỡ hơn trên 20 cậu hai. Dây nó không chạy. Chưa đứt á. Đạp. Cạ dây rồi. Dạ. Rồi rút lên rồi thả xuống. Dừa này là nó là cái loại dừa sim ha. Ủa dẻo. Loại này nó trái nó bự hơn. Dạ. Lại ha. Trái to lắm cô chú anh chị. Sau khi mà mấy dưỡng cháo mình bẻ dừa xong thì bắt đầu mình đem về cho nha. Đây mình xách vườn nhỏ, giữ ốc xách vườn to. Cái đường này hôm bữa đổ nè cô chú anh chị, anh Mập với giữ ốc nha. Cậu hai coi hổ nói. Cậu hai đầu tư cho. Đâu anh Mập nãy nói lấy rau gì mà. Đây, mấy cây bông hồi sáng mình mới mua nè, mình mới để nè. Đó. 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 Quần này ngon nè, quần này đảo ngon nè. Hôm nay thằng Minh nó làm gì vậy? Nạp anh đi tưới rau hả? Tưới rau rồi.
Lạc dạ mới xong. Bây giờ mình sẽ thìa thịt nha cả nhà. Hồi nãy mình có ớt tỏi sấy vô đây rồi nè. Bữa này mình có cho mỡ vô rồi nè. Trời ơi. Mà ba chặt vừa cho em đây. Nó sộn chừng nó nóng á. Bữa nay có lương rồi, mình ăn lớn bữa rồi cả nhà, mua thịt hơi nhiều. Giờ thì coi anh Mập đây hẹn chặt dừa cô chú anh chị lâu quá. Lâu quá làm gì chặt lại làm khó. Lâu rồi cô chú anh chị không thấy. Làm như chặt dừa thấy to lắm á. Dừa nước ngọt lắm nè. Cá dày cả nhà. Con lưỡi dao nó bén à. Hết biết. Cho em trái. Không liệu nước dừa không liệu. Mà cả nhà uống nước dừa với luôn nha cả nhà. Dừa mới bẻ xuống ngọt lắm. Ngọt lắm. Lãnh tiền mua mập có uống không nè, có uống trái vô đi. Hương hả? Lãnh tiền mua cho mập đôi dép nha. Mập dép rồi đừng biết đôi dép của mập để đâu. Dép anh đâu rồi, biết để đâu nữa. Để chiều mang kìa. Để chiều Hương đi giúp Liễu đi mua cho anh Mập với những hút nhượng đôi dép nha, với hai cái áo đặng đi mấy trái ra trái nữa đi anh, mua thật anh ạ. Rồi bỏ đi nè, trái nó vô. Phải mà không đang cầm máy quay thì cái đó anh Mập cho bạc tay xiềng luôn. quánh lộng mèo kìa. Anh Mập thông cảm vậy đó, anh lỡ rồi thôi chứ mình không có la. Anh ơi, cái dừa qua để vô đem đi. Nó săn lại đó cô chú anh chị. Cái màu nó vô nó đẹp quá ha cô Hương. Mình cho nó dừa, cái màu của hột cà ri á con. Màu gì ta? Màu gạch. Đỏ. Ủa màu gì? Màu gạch hết. Màu gạch. Một cà ri. Mấy cái dừa vậy? 5 trái hả? Bữa nay chắc nó ngon lắm. Mình khen nước dừa, mình có nước dừa, cô chú anh chị nó ngọt lắm. Chắc mình cũng hơi thêm miếng nước nữa cho mềm, tại vì thịt đầu nó cũng hơi dai đó. Nè, bữa cái ăn nha. Dừa Úc chắc giờ này tới ngoài ruộng quá, cắt cỏ. Cắt cỏ, anh Mập thì hay tới đi tưới rau. Vậy không? Làm tiếng rồi. Hôm qua nghe nói là chị Hương nó làm mơ là mình có được lãnh bên nuôi cấp đó. Còn không ngủ không có được miếng nào. Mừng hả? Mừng quá trời ngủ được. Tội nghiệp không? Thức sáng đi mà hôm. Dương Út đâu có hay được cô chú anh chị. Tối này mới nói rồi mới hay mới biết đó chứ đó giờ làm thì chưa có nghĩ là sẽ có tiền. Là hồi hôm này quay phim hay mới nói với Hương mới điện lên cho Út Liễu hay là lúc đó cũng tối rồi cho nên là Dương Út hồi hộp không biết là được bao nhiêu tiền, tại vì anh em cũng cực khổ gần cả năm rồi nên Dương Út lo không biết được nhiêu rồi nên ngủ không được, dưới lo anh Mập thì lo là không biết chừng nào mới được lãnh nữa. Lãnh bữa nay cho chừng nào. Còn hôm á Mập á thì nghe nói được có tiền là Mập ngủ dễ ngủ lắm. Ngủ giấc là tầng tới sáng để tao thức trong hoài tới sáng được. Ngủ màu tới sáng á. Anh Mập khỏi nói thì cả nhà cũng biết anh Mập nằm cũng nói rồi. Mình không ngủ rồi. Tôi nghe chứ lúc kìa. Lúc khó ngủ. Thế vậy chứ mình mà trong cái trong không thức á mình trong hoài nó lâu sáng nó ngủ giấc mộng à. Là tới sáng rồi. Tôi ngủ được chứ ngủ. Ngủ nói nghe hay quá à. Bên đây có chuẩn bị cái này xà lách thôi. Xà lách lụa. Xà lách lụa. Chút cho nó ráo nước đi cái ốc biển cả. Bây giờ thịt chín rồi mình sẽ gấp ra ngay cả nhà. Màu sắc rất là tuyệt vời luôn. Màu nó dừa với hạt điều của khoai nó trong veo luôn nè. Món này ăn nó đỡ ngán. Nó ngán là gì? Nó mình khìa á. Mình khìa nó có đậm đà, nó có vị ngọt, vị mặn. Giờ mình gói với rau á. Cái chảo này chọn cơm ăn cái chứ. Quê phim nó thích ăn chọn cái chảo lắm cả nhà. Để một hồi nữa cô ba trộn cho con ăn nha. Nước dừa không? Nước dừa không ạ. Cái miếng này là cái miếng thịt ba chỉ nè, ba gọi ba chỉ rất là ngon, mềm không liệu, mềm liệu ngon quá Hương.
Nó phải dùng luôn ha. Dùng là thịt thì mình ăn đó, nó ít ngán hơn là thịt luộc, cá môi cũng là nó thơm tí. Cái dĩa rau của Út Liễu làm hôm nay quá hoành tráng luôn cô chú chị. Út Liễu là khéo tay nhất luôn đó. Sập ha. Quá trời. Đây đẹp hả? Luôn. Cái bàn một hả? Cái bàn là khéo làm dĩa rau cái nhà cũng. Mà từ với cậu từ sáng giờ cũng đi ruộng mới vô cô chú anh chị. Nên là gã hơi trễ. Nói lo cho bò. Khéo chặt dừa lắm hả? Cả nhà ơi, anh Mập hồi nãy giờ đi mót được mấy trái xoài nè cả nhà. Nè, bữa hổm mình thu hoạch đó rồi cái mỗi cây nó còn lại mô thịt. Cây còn lại trái hai trái đó anh Mập đi mót về ăn nè, nó đỏ đậu trơn rồi. Bây giờ gia đình mình cũng đã chuẩn bị xong cái bữa ăn của ngày hôm nay để mình không sai ra tí đó. Thì hôm nay có sự góp mặt của gia đình Tư Tèo Vlog nha cô chú anh chị. Đó thì hôm nay cũng khá hoành tráng, nói chung là bữa nay rất là vui luôn cô chú anh chị ơi, cũng đợi cái ngày này rất là lâu rồi đó. Mà cái nhà luôn nha. bây giờ gia đình mình nhập tiệc luôn đi nè. Mời cả nhà ăn thịt khìa gói rau với gia đình của Hương Cù Lao nha cả nhà. Mời cả nhà nha cả nhà. Cả nhà cũng đói bụng. Mình cũng mời cả nhà luôn nha. Hương có mua đủ hết trơn, có khóm luôn nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn. Mời cả nhà cùng ăn với gia đình. Thịt gói rau với bà ngoại quay phim nha. Mời cả nhà con ngồi và cô chú ăn. Con ăn chung với con. Rồi hôm gian này cạp được không mày? Con này Út đẹp nha cô chú anh chị. Út này con có Tư Tèo. Út này trắng như cây súng nha. Lúc trước nó trắng như cục bột đó cô chú anh chị, mà đi quay riết mà nó đen vậy đó. Nó trắng như nước da trắng. Lúc trước gọi nó là bé trẻ mà. Bữa nay có quay gì không cậu Tư? Có quay mà chiều không có quay con. Cậu Tư chiều nay cũng quay mới đi bò bọng vô. Đợi hai bé đi học về đầy đủ rồi mới quay được. Cái mùi vị sao anh Mập? Mập cái nào cũng ngon chứ. Cái nào anh Mập cũng thích. Anh Mập dễ nuôi á. Sao nãy không mình không cắt ra cho nó dễ. Có cắt không? Cắt. Hôm nay mình gói đầy đủ quá anh Mập. Vì là ngon rồi con. Cái anh ba cái ba giòn lắm anh ba. Con là anh gói có khóm cái đó là gì, xà lách lụa hả? Xà lách lụa con. Ừ, anh cắn một cái chết. Cắn cái xì mép. Thịt mua sáng sớm mà ngon hả chị ha. Nó thơm nữa. Bè nó thơm mà thịt nó cũng ngon lắm. Tươi. Sáng chợ đâm nó gói cho anh uống nha. Tươi ngon lắm. Gói cho anh yêu. Có cải. Này ha. Có mỡ thịt á. Rồi cắn vô cái đầu cái chất mỡ nó chảy cái tôm ra. Nước bóng. Nổi không? Môi bóng là bóng thêm. Đang đã ngán. Hôm nay gia đình mình thiếu ai ta? Ông ngoại mới ăn cơm rồi. Ông ngoại ăn cơm rồi nên là không có rủ ông ngoại không chịu vô đó. Rồi gia đình mình thì ăn nó chặt hẹp như nè cô chú. Cũng dự định là chị khi nào mà ăn mừng trời mới xong rồi mới dọn vô trong đó mình ăn rồi mình nấu luôn. Nên là hôm nay thì chưa có thời gian chuẩn bị xong nên là mình còn ăn ngoài này. Kệ đi, chặt cho nó vui, cho nó ấm cúng ha. Đông vui mà. Bữa cơm của gia đình mà đủ mặt hết là mới ấm cúng. Trời nắng ở bên ngoài nhưng mà cũng vẫn thấy ấm cúng chứ không thấy lực. Heo này nó kìa nó giòn quá ha. Lỗ tai ha. Cái lỗ tai nó giòn có gân gân giòn. Kìa tới với mình. Chị Hai ngồi bấm gối cho mẹ với nha chị Hai. Thôi, để nó lên được. Mẹ gói thằng mẹ lựa. Cái nào cứng quá mẹ ăn không được, mẹ không có gấp. Cái loại thịt kìa mình kìa cho mềm đi, hồi nó nguội lại là nó vừa đó. Nó còn nóng mà vừa ăn không hỏi có gấp. Hôm nay nhà mình ăn đơn giản. Mua về kìa cái xong à. Không, cũng không có thời gian nhiều. Tại xí xíu nữa vừa Út phải về đi cắt cỏ. Rồi cậu Hai, mẹ Hai cũng hai giờ ngoài cũng đi ruộng. Rồi
đầu tư mở tư thì tí xíu thì cũng hai giờ ngoài rồi đi quay rồi cắt cỏ luôn đó. Còn ở đây nuôi bò không? Tí gao tí gao trên võng ha, thì đó con nó quen thuộc quá. Anh mập nói vậy chứ anh mập giỏi lắm, ngày qua anh mập mần cái khối hồ mập mần cái bờ cỏ ở cặp cái chòi đó cho chống lên, mập nữa trồng gao đó. Mà hai gói nhìn hấp dẫn nè, bún lên ha, rồi để miếng thịt lên. Lâu lâu mình ăn gì ngon thì hết chết chua ngon có lạ có khớm rồi đó. Thì không có chuyện gì làm á thì nghỉ, có chuyện thì cũng làm ngoài cả nhà nha. ăn cái này là phải ngốn nha, cái món này ăn là phải ngốn. Ở đây ai sao cái vườn gốc tay khỏe lắm rồi đó. Nó đây coi cho anh chị xem. Gần 1 năm trời luôn đó. Thời gian dài đăng đẳng mà nó lên nằm gọn trong cái túi. Rồi sẵn tiện thì hỏi làm sao cho đây chị Hương. Bây giờ đang cầm cái cuốn gì rồi sao? Giao lại cho cô Hương. Cái thời để mình ăn xong cái cuốn này rồi mình sẽ công bố cái số tiền đó là từ đâu ra nha cả nhà. Lỡ giống rồi. Sáng làm cái bao quá trời. Ôi, đi bụng thì nó ngủ về sớm luôn tiếp mà. Không kịp rồi. Thiên tiếp. Không dài cái xe mượn đẩy lá về còn để và tính để chở tiền. Chưa trả nữa. Cũng cả nhóm cũng chủ yếu là kiểu làm mang tính hài hước tí xíu để cho cô chú anh chị xem giải trí thôi nha. Cô chú anh chị đừng có nghĩ gì nha. Sớm tính lâu cái xe đi chợ mà sợ công an giao thông bắt. Bãi xe đó là xe mượn, rồi bắt rồi đòi người ta nữa. Cái xe nhà đi luôn hả? Cái xe nhà cái đi luôn. Đi bỏ luôn. Xe đó mất đền nữa. Tại vì mình lãnh được số tiền quá trời lớn, cái mừng quá bỏ xe luôn. Bây giờ là ai cũng mừng hết. Thì đây là mình sẽ công bố cái số tiền là hồi sáng mấy chị em đi xuống dưới ngân hàng rút ở cả nhà. Thì là do là gần một năm qua là mấy anh em nỗ lực làm thì được bao nhiêu tiền đây là được 26.320.000 nha cả nhà. Thì thời gian đầu mấy anh em làm thì không có được lương nha cả nhà. Mới có được lương từ là hồi tháng 1 năm 2022 tới nay là mới có 3 tháng mấy thôi. Thành quả của mấy anh em là được hai mấy triệu đây. Tuy rằng nó chưa có được nhiều nhưng mà đối với mấy anh em là một món quà rất là lớn. Được bù lại cái công lao cực khổ từ hôm đó đến nay. Thì đây thì anh em sẽ chia đều ra, hai chồng Út Liễu, hai chồng Hương chia ra để mình lo trong gia đình, để mình mua những cái gia vị hoặc những cụ gì thêm vô chòi để mình làm tiếp tục cái hành trình YouTube của mình đó. Thì mình cũng có lời cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã thương mến và ủng hộ đồng hành cùng với nhóm để nhóm có động lực để làm được cái video như ngày hôm nay. Thì xin chúc cả nhà được dồi dào sức khỏe, làm ăn được nhiều thuận lợi, gia đình được hạnh phúc. Cũng như là một cọc ốc đáng nhớ ha, cô cả nhóm. Đây là lần đầu tiên mà mình làm YouTube được lương luôn. Rồi, em biết rồi đó. Không, đặng có mập có động lực, mong làm cho hay hơn cái nhà xem. Nếu mà nói hai mươi mấy triệu nghe nhiều chứ thật sự nếu mà trừ chi phí mà từ cái lúc mà mình tính có doanh thu tới giờ mình trừ cái muốn hết thì cô chú chị. Mà cái đó là cũng là cái động lực cho mấy anh em mình. Cái này cũng như là quà động lực. Có tiền ăn đi tư tàu. Nếu có thì vui rồi. Vui quá cô chú anh chị ơi. Thì mình cố gắng mình làm từ đây tới về sau thì tháng nào mấy anh em cũng được có lương á cả nhà. Thì tùy theo được cô chú ủng hộ nhiều hay ít thôi. Ví dụ như được lượt xem được view nhiều thì mấy anh em sẽ có nhiều. Thì cũng hy vọng là cô chú anh chị xem và sẽ thương mến, sẽ đăng ký và like cho nhóm để nhóm có được lương nhiều để có động lực nhiều hơn. Cũng mong là cô chú anh chị sẽ đón nhận cả nhóm để cả nhóm có kiểu sao ta tiếp sức ha. Để có cho anh mập đồ này kia có động lực. Chứ anh mập là nản cỡ khoảng cỡ năm sáu tháng trước là anh mập nản lắm, nản thiệt. Là nói là chuyến này là chắc có lẽ là chắc dần thôi đó. Nói ngắn gọn là dễ hiểu là anh mập đâu kết thúc cái clip sớm. Tại vì cả nhà ơi, anh mập cũng làm vườn á, cũng mình
mướn vườn á, mình làm cũng nhiều rồi, anh Mập cũng có vườn nhà cho nên là rồi anh Mập đi buôn bán nữa nên là không có thời gian, nhưng mà anh Mập cũng đam mê, cũng muốn làm để rất vui cho xã hội, với lại mình cũng có cái nguồn doanh thu mình xây sở hàng tháng đó. Anh Mập cũng gắng cố gắng, nhưng mà mình làm trong cái thời gian 6 tháng mà mình không được lương á, cho nên là anh Mập cũng hơi buồn, nên là anh Mập muốn dừng lại, không muốn cố gắng. Không phải là lương, cô có tính nói mà cô Hương nói rồi, mà do là làm mà không phát triển nổi cô chú anh chị. Cũng như một ngày mình làm một clip lên cũng cực khổ lắm, nhưng mà đăng lên không có lượt xem gì, chứ đăng lên một ngày là một vài 300 lượt xem mà Mập thấy Mập cũng không có thấy, không có thấy phát triển thêm á, không có động lực kết thúc hơi sớm nặng là Mập làm chuyện khác. Không có cô chú anh chị xem á, rồi về mình ngủ tâm nó cắn thấy vậy chứ làm quay lên clip cũng cực khổ cả nhà. Quay trung bình một clip vậy là quay tệ gì cũng là 6 tiếng, 6 tiếng hồ đó cô chú anh chị. Mất ngày đó, mất một ngày đó. Bây giờ là cũng 1 2 giờ chiều rồi nè. 6 tiếng là nhanh đó. Có nhiều tiền mà hai chèo nó mừng nữa cả nhà ơi, nó dành bỏ túi đó. Hai chèo kêu bỏ túi rồi giờ tới chèo đó đó. 6 tiếng rồi phải về làm clip xong rồi chỉnh sửa, cắt ghép rồi xong rồi mới up lên, làm hình rồi đặt tiêu đề cho cô chú anh chị xem. Đó thì cũng mong là cô chú anh chị nghe xong những cái điều này cũng sẽ cố gắng ủng hộ cho cả nhóm nha. Lúc đó mình thời gian mình mới đăng lên cả nhà cũng không biết tới, không được xem tới nhiều quá. Rồi cũng ít. Bây giờ thì cũng ra cũng đỡ rồi, cả nhà cũng ủng hộ, cũng đỡ. Cũng cái này là cũng như chia sẻ cái nỗi niềm trong lòng mấy lâu nay cho cô chú anh chị, chứ không phải làm than nha cô chú anh chị. Hương thì ban ngày thì Hương cũng bận rất nhiều công việc cả nhà. Hương cũng phải đi vườn làm phụ anh Mập, rồi Hương về cũng phải tranh thủ để lo chuyện nhà cửa, rồi để chuẩn bị quay cho một cái clip nữa, cho nên là Hương không có thời gian để trả lời comment cô chú anh chị. Hương chỉ trả lời buổi tối không, nếu mà cô chú anh chị có thương mến comment thì tối đó Hương có thời gian Hương mới trả lời được nha, mong cô chú anh chị thông cảm. Bây giờ gia đình Hương Cù Lao mình cũng đã ăn xong cái bữa ăn của ngày hôm nay, thì niềm vui thì nhân đôi. Thì bây giờ cô Hương có lời nào nữa để gửi đến cô chú cũng như anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ cho đạt được cái kết quả của ngày hôm nay, thì bây giờ mời cô Hương hình Mập trước đi. Mà Mập thì tới ngày nay cũng cả nhà cũng rất là mừng vui. Mới được ngày nay chị Mập cũng lại cảm ơn đến cô chú anh chị được đây, gửi lại thăm cảm ơn cô chú anh chị. Bữa nay có tiền mà nói chuyện thì cho phép Hương xin thay mặt cả nhóm Hương Cù Lao một lần nữa được gửi lời tới cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã thương mến và ủng hộ. Mong rằng là thời gian sắp tới cũng được cả nhà mình thương mến và ủng hộ nhóm, để nhóm có thêm động lực để làm được nhiều cái video mới hay nữa nha. Thì bây giờ cho Hương xin kết thúc clip tại đây. Được. Những lúc nãy là mừng quá trời, những lúc nói chuyện hết ra tiếng. Thật sự thì nhóm Hương Cù Lao mình thì lại lẻ không có nhiều cô chú anh chị. Nói chung nghĩ sao thì nói vậy, nên là nhiều khi nó cũng hơi lấp dấp lắm, nên là cô chú anh chị cũng thông cảm giùm nha. Thì bây giờ thì cho cả nhóm mình kết thúc clip tại đây. Hẹn cô chú anh chị vào những video tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.